Hôm nay tôi quyết định sẽ đi buôn cần trong The Forest. Liệu cuộc hành trình của tôi thuận lợi hay khó khăn? Thì đây chính là câu trả lời. Tôi đã ở đây được 7 ngày rồi, tôi cũng đã học được nhiều thứ, làm cung, nâng cấp giáo. Và một vài cái bẫy nó sẽ giúp tôi săn bắn thú một cách dễ dàng hơn. Wow. Giờ tôi có thể săn một vài con thú một cách dễ dàng. Thì tôi cho anh em xem cái trình độ săn thú chuyên nghiệp của tôi ra sao. Anh em thấy con thỏ đó không? Tôi có thể dùng cung tôi bắn nó đấy. Nhưng mà chứ cái trình độ chuyên nghiệp của tôi thì tại sao phải bắn mấy con thỏ đó chứ nhờ? Tại sao mình không tìm con hú? Tôi sẽ đi tìm con hú thử coi. Dạo này tôi không thấy hú đâu hết nhờ. Có vẻ là nó đi đâu rồi ấy. Đây tôi nhớ có rất nhiều hú cơ mà. Không, tôi sẽ thử trình độ tôi bắn con này thử xem sao. Tôi nói rồi, một hít thôi. Nó gọi là dễ anh em ạ. À. Anh em cũng biết rồi đó. Trời, mày chạy luôn. Chạy sao thoát được bố mày. Ui. Không, cái này là tôi dở rồi. Mày đâu? Come on. Mày không chạy thoát tao đâu con trai. Đấy. Nói chung là cũng ổn phết chứ nha. Nhưng mà tôi muốn săn con lớn hơn cơ. Tôi thử cái speed mới của tôi coi nó ra sao. Nope. 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 Tôi nghĩ mà dùng cái speed bắt con này thì chắc chắn là ăn rồi. Nên mà tôi thử cá thì sao chứ nhờ. Nope. Đấy. Thôi ơi. Đấy. Thôi ơi, đâm con nào là dính con nấy luôn ấy. Có con mới. Chắc không phải động vật quý hiếm đâu, nhưng mà nếu mà tôi săn mấy con này thì chắc tôi sẽ có được thịt nhiều ấy. Anh em phải chuyên nghiệp lên, anh em mới săn bắn được nó, anh em hiểu không? Nó cứ tối tôi chả thấy gì luôn ấy. Một con. Còn một con nữa, tôi nhặt thịt con này vô chưa đúng không? Chung là cũng phí thịt đấy. Tại tôi có khá là nhiều thịt, anh em có thể thấy ở đây này. Đấy, nói chung là thịt đó cũng đã đủ, giờ về nhà thôi. Wow. Tôi thành thổ dân rồi nè mọi người. Tự nhiên hộp sơn đâu ra, giờ tôi thành thổ dân luôn rồi. Nói chung là cũng ổn đi, ngụy trang vào bọn thổ dân. Nó tưởng mình là anh em của nó thì càng tốt, công việc của tôi thì cũng sẽ tiến triển thôi. Giờ thì về nhà. Tôi còn có hẳn một cái giá treo đồ ăn trong nhà. Anh em có thể thấy thức ăn thì tôi không thiếu. Và đặc biệt tôi cũng có một căn nhà trên cây để phòng tránh có chuyện gì xảy ra với căn nhà chính của tôi. Several days later. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Hàng ngày đi kiếm thức ăn, lấy gỗ, nó cứ lặp đi lặp lại, quá chán rồi anh em ạ. Người ta có câu gần mực thì đen, gần rừng thì sa đọa. Nói chứ tôi mới nghĩ ra câu đấy đấy. Hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ đi trồng cần sa. Trước tiên tôi phải có một nơi nào đó để trồng. Trồng trên đất của rừng thì không hay cho lắm, cho nên là tôi sẽ làm một cái vườn. Anh em có thể thấy tôi đang làm một cái vườn bằng vài thanh gỗ tôi đã kiếm được từ trước. Thì cái vườn này làm cũng dễ thôi. Mấy cây này đâu ra thế nhỉ? Đây, tôi sẽ gieo hạt giống cho anh em xem. Cũng khá là ít nhưng mà không sao. Nói chung là cũng ổn đi. Và tôi đã quyết định làm một cái giá treo mấy cái đồ mà có thể, mấy cái đồ chiến đấu ấy. Và lần này tôi còn ngu hơn lần trước nữa, là tôi che mất cái đường ra luôn rồi. Và tôi không đi ra được. Nó vô lý không? Và bắt buộc là tôi phải phá nó. Mà một khi tôi đã phá cái này rồi thì cái nhà của tôi nó cũng mềm méo theo luôn. Sao mày ngu thế hả? Không hiểu luôn. 2 weeks later. Ôi, nó lớn rồi kìa mọi người ạ. Rồi tôi có thể thu hoạch được nó luôn ấy. Đây, nhìn này. Đây, tôi sẽ lấy. Ơi. Chung là tôi cũng có thể thu hoạch được nó. Tuy mà nó nhỏ như vậy mà nó có vỏ đấy. Phê. Và từ đó tôi trở nên nghiện ngập. Hàng ngày tôi chìm trong cơn nghiện. Tôi cứ đi quanh mỗi góc phòng để tôi hít. Hơn nữa, sau khi chơi đồ thì tôi thường nhìn vào đống thịt và nhìn xung quanh nhà tôi một cách vô thức. Nhưng cảm thấy chưa đủ cho nên tôi đã lên một kế hoạch đi bán cho những người hàng xóm tốt bụng của tôi. Người ta đã có câu rồi, có phúc cùng hưởng, có cần cùng chia. Cho nên ngày hôm đó tôi đã lên đường. Với một số cần tôi đã thu hoạch được. Mong là chuyến làm ăn này ổn. Ê, mày có mua cần không? Mày không mua à? Bố mày mua. Thôi không mua thì thôi. Thôi cũng không sao. Nói chung là anh em hàng xóm với nhau hết. Không mua thì cũng chả có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi cũng không làm gì đâu. Really, nigga? Họ không giống tôi. Không bán được cho người này thì tôi bán cho người khác. Thấy cũng ổn mà anh em. Giờ thì tôi về nhà thôi. Chả có gì hết. Hôm nay là chỉ có hơi nhiều thịt một chút xíu thôi. Hôm nay tôi quyết định quay trở lại cái làng mà ở tập 1 tôi gặp ấy. Biết ở cái làng này chắc sẽ có nhiều người mua cần của tôi. Tuy nguy hiểm một tí nhưng mà người ta đã có câu rồi, làm ăn phải mạo hiểm một tí. Và tôi đã tìm được một cái hang. Tôi nghi là sẽ có người dưới đó và cũng sẽ có người ủng hộ mua cần của tôi. Có vẻ là ổn đấy. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Khoan. Đốt lửa lên cái đã. Cẩn thận thôi. Nói chung là đi bán hàng là cũng phải cẩn thận chứ nhỉ. Đâu đây trời?
Tôi nhặt được vài đồng tiền này. Holy shit man, có sọ người nữa. Mong là không có gì ấy. Có một vài mảnh giấy này, mà trên đây không có gì. Có vẻ là một cái bản đồ. Cái bản đồ nhưng mà không có gì cả. Có hai hộp thuốc này, ngon này, ngon này, ổn này. Biết ở dưới đây có ai được tôi có thể bán cần sa cho họ được không nhỉ? Có băng keo này, ngon này. Băng keo này. Băng keo để dán mỏ mấy thằng mà không mua đồ tôi. Không, ý tôi là dán lại, dán cái gói hàng lại cho họ á. Tôi yêu quý khách hàng lắm. Ok, ông khá là sáng rồi đấy. Tôi sẽ tiếp tục đi. Không biết dưới đây có gì nhưng mà toàn là mấy tờ giấy gì không à. Tôi chủ yếu xuống đây để bán mà, bán đồ thôi. Có răng này. Thôi kệ, xuống đành xuống vậy. Nói chung là cuộc sống mà, làm ăn phải vậy thôi. Mong là không có gì. Quê quê anh ơi. Ui. Quê. Ê, nó rớt cái răng, nó rớt cái răng. Ui, nó biết né luôn kìa mọi người. Ui. Thôi. What the fuck was that? What? Mẹ, tao chỉ muốn xuống bán cần thôi mà. Đậu xanh, không mua đừng có đánh tao chứ. Holy shit man. Ôi, nó rớt cái răng đâu ta? Tôi nhớ nó rớt cái răng ở đâu vậy? Ui, 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 ui. Địt. Ui. Cung, 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 cung. Mày xạo. Mày. Mày. Ôi chết luôn à. Phải. Mấy ông mua đừng có hụ tao vậy chứ. What? Woo. Ôi có cái răng, có cái răng, có cái răng. Ôi lấy răng được mọi người ạ. À. Phải chưa? Cái này là cái gì đây? Ôi cái ghế luôn á, cái ghế của bà bay luôn á mọi người ạ. À. Ui, đây là những phi hành đoàn thì phải. Nếu mà tôi không nhầm là như vậy. Hey, phi hành đoàn nói chung là cũng sao đạo lắm. Phúc cần mà ông chịu rủ tôi là toan rồi. Hey, tôi thấy ánh sáng. Ô, oh, đây là nơi nào? Như đây cũng là một con làng thì phải. Nhưng mà có vẻ là không ai còn sống rồi. Tôi sẽ leo lên tôi coi thử nơi nào có gọi là thuận tiện cho việc buôn bán của tôi thì tôi sẽ tới. Cho có hai cây cung trên đây. Đây là một hồ nước luôn ấy. Wow. Và không có gì cả. Có vẻ là tôi sẽ đi xuống dưới đây ấy. Và không biết tôi sẽ gặp gì. Nhưng mà cuộc sống tôi phải đi xuống thôi. Chuột xuống luôn. Ui sâu thế. Ui sâu thế. Hang khá là rộng và khá là sâu. Có khá là nhiều flagon. Wow. Tính ra chuyến đi này may mắn hơn tôi tưởng thì phải. Này coi tôi này. Ê, lụm lại cái đó được không ta? Đấy, ok rồi đấy. Có con tên. Wow. Có nước này. Wow, có dây thần. Cái này tôi có thể sơn nhà ấy. Và có một số tài liệu khá là hữu ích. Có medicine, thuốc. Ok rồi đấy. Chỗ này tôi đã đánh dấu lại và giờ tôi sẽ đi vào lại đó. Nói chung là người giàu rất vất vả nha mọi người. Có một cái máy tính này. Tôi có thể chơi game được ấy. Chơi game. What the f. What the. Em muốn xuống đây em muốn bán. Em không có làm gì chị nha. Em chỉ muốn bán thôi. Đừng làm gì em nha. Nó kìa mọi người. Chị có muốn mua không? Em bán cho chị. Ui. Trời. Ui. Ui. Headshot. Double kill. Ủa có vẻ này hiền nha. Hiền hơn tôi tưởng. Trời ơi, chị có mua không? Để em. Trời ơi. Em nói rồi, chị không mua là chị sẽ có kết cục như vậy đấy. Yes, let's go. Nói chung là chuyến đi này tôi cũng không bán được cái gì hết. Nói chung là họ cứ hù tôi thôi. Nói chung là chả bán được cái quái quỷ gì hết. Cái gì vậy? Mà không sao, mọi thứ đều ổn cả. Tôi đã có được một vài cái gọi là bom ấy. Khoan nha, nếu mà không nhầm thì tôi có thể phá cái cửa này. Đâu rồi ta? Đây đúng không? Không phá được mọi người à. Có vẻ là cái bom này sẽ phá một cái gì đó mà tôi vẫn chưa biết. Hiện giờ tôi vẫn chưa cần thiết cho lắm. Và đấy là cuộc hành trình buôn cần của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo. Giờ thì tôi lên nhà cây tôi nghỉ dưỡng đây. Không làm gì cả. Let's go baby.